sẽ nấu nước sôi. Và mấy bạn chú ý là mực chúng ta mua về, mực mua về thì mình cắt nhỏ từng miếng vừa ăn như thế này nha các bạn. Và chúng ta đánh vảy mực cho nó lên vảy, thì khi chúng ta luộc nó sẽ săn và cong ra. Và mấy bạn có thể cắt theo ý thích của mình, ví dụ mấy bạn thích cái miếng không cần đánh vảy thì mấy bạn không cần đánh vảy, mấy bạn cắt theo ý thích của mình, ví dụ hình lớn nhỏ hoặc là miếng vừa ăn do mình thích. Thì khi mà mấy bạn cho vô nước trộn á, thì mấy bạn sẽ cho vào đây một ít rượu gừng. Rượu gừng đơn giản là mấy bạn cho rượu trắng và gừng cắt nhỏ vào trong nước để dành. Cái rượu gừng này cho vào nước dùng này để làm gì? Để cho nó mất cái mùi tanh của mực. Rồi mình sẽ cho, trước khi mà nước sắp sôi, mình sẽ cho vô đây khoảng một muỗng ăn cơm rượu gừng. Rồi bây giờ nước của chúng ta đã sôi rồi nè. Nước để trụng mực của chúng ta đã sôi, mình sẽ cho mực vô. Rồi mình trụng mực trong đây khoảng chừng 3 phút là tối đa là 3 phút là mình sẽ lấy ra. Rồi các bạn thấy mực của chúng ta đánh vảy lên rất là đẹp ha. Rồi sau khi mực chúng ta trụng ra thì mình cho vô đây là một cái tô, trong đây có nước, nước lạnh là nước đá đó các bạn. Mình cho đây mình tráng sơ cho mực nhanh nguội. Nhanh nguội để làm gì? Để cho cái độ giòn của mực chúng ta còn đầy đủ ha mấy bạn. Rồi chúng ta đảo qua đảo lại cho mực nguội thật nhanh, rồi chúng ta chắc cái nước này chúng ta bỏ đi nha. Thì mọi gỏi mực chua cay này chúng ta mang tính chất nó hơi bị lai của Thái, thành ra mình sẽ trong đây chúng ta sẽ có một cái chút xíu đặc biệt, đó là lá chanh Thái. Thì lá chanh này mấy bạn có thể mua ngoài chợ, và mấy bạn có thể là cất trong tủ đông dùng dần, không cần phải mỗi lần xài mỗi mua nha các bạn. Thì lá chanh Thái chúng ta có ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ có là ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng và hành tây, nhưng mà mình mua cái củ màu tím để cho nó đẹp. Mình sẽ cho vô đây. Rồi đặc biệt là chúng ta sẽ có trong đây một ít riềng cắt sợi nhuyễn ha mấy bạn ha, cắt thật nhuyễn, gừng cắt thật nhuyễn. Tại sao trong đây lại có gừng? Nó mang tính âm dương, tại vì cái độ rau củ của chúng ta nó đã bị tươi, chúng ta mang tính hàn, mực cũng mang tính hàn. Chúng ta có một ít riềng và gừng để cho nó ấm bụng lại ha mấy bạn. Mình cho vào đây luôn. Rồi mực chúng ta cho vào đây luôn. Rồi sả thì chúng ta cũng cho một nhúm vào trong đây, sả tươi mình cũng cắt cho vào đây một nhúm. Rồi bây giờ ha, mình sẽ làm cái nước sốt để trộn. Cái nước sốt của chúng ta sẽ là 2 muỗng tương ớt. Rồi 1 muỗng giấm ha mấy bạn. 1 muỗng giấm lớn thì nếu như muỗng cà phê thì là 2 muỗng. 2 muỗng giấm. Rồi 3 muỗng đường. 3 muỗng cà phê vung đường. Rồi chúng ta trộn đều lên. Chúng ta sẽ dưới vô đây. Không biết mấy bạn nhiều, mấy bạn muốn ăn chứ mình là muốn ăn rồi đó. Rồi chúng ta cắt vô đây một ít lá chanh Thái, cắt sợi chỉ nhuyễn thôi nha mấy bạn. Rồi hai muỗng húng lũa chúng ta cũng cắt nhỏ ra, vừa vừa thôi, đừng có nát quá chỉ chết. Lá chanh Thái là phải cắt chỉ nha. Rồi chúng ta trộn đều lên. Rồi cái món của chúng ta đã ok rồi nè ha mấy bạn. Rồi bây giờ chúng ta có thể ra ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ cho gia vị. Giờ mấy bạn chú ý là khi trộn mấy cái salad này, mấy bạn cố gắng đừng có lấy cái tay bóp gì, mấy bạn trộn nhẹ từ dưới trộn lên để rau củ của chúng ta không bị dập ha. Rồi chúng ta để gia vị. Rồi chúng ta đã xong. Thì mình để tăng thêm chút xíu cái phần hấp dẫn thì mình cho một ít hạt mè cho nó đẹp thôi. Rồi cắt vô đây một ít lá chanh Thái lên trên cho nó thơm, cho thơm cái món ăn của chúng ta. Rồi món ăn của chúng ta đã xong. Đây là gỏi Thái
gỏi mực chua cay có hương mang hơn một chút hương vị gì đó của Thái. Để thay đổi thực đơn hàng ngày, mấy bạn nên sử dụng thử cái công thức của mình xem có thay đổi được gì không nha.